Ông ngoại, bây giờ con nổi tiếng lắm rồi đó ông ngoại. Ủa trời ơi, sao nổi tiếng? Bây giờ con đi ra đường á, bịt hơi trên kính mít luôn. Có hai con mắt ra thôi, người ta cũng nhận ra con nữa. Sao người ta nhận ra được hay vậy? Thì người ta nhìn chiếc xe của con đó ngoại. Đó, chiếc xe mà hay chơi gạo cô ngoại đó. Chiếc xe đó bây giờ còn nổi tiếng hơn con nữa đó ngoại. Chịu bé sắp cái việc gì dưới ăn nha bé sao? Ngoại không để ăn đi, bà ngoại cho hoài giờ. Giờ lần nào bà ngoại cũng cho con đủ hết trơn á. Con lấy đi, bà ngoại còn nhiều lắm. Không lẽ bây giờ bà ngoại cho trứng, rồi chiều con về, ông ngoại cho gạo nữa sao? Hả? Ha 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 ha